để không ngừng nâng cao tính chuyên Năm nghiệp. nay, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An vinh dự có một tác phẩm đạt giải A, giải thưởng cao nhất trong hệ thống giải thưởng báo chí quốc gia. Tác phẩm Lại thêm một món nợ của nhóm tác giả Thanh Huyền, Lê Hằng, Mai Thanh từng được Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 trao giải vàng thể loại phóng sự. Với cách nhìn mới, cách tiếp cận đề tài hoàn toàn mới so với rất nhiều tác phẩm viết về đề tài xây dựng nông thôn mới hiện nay, Lại thêm một món nợ đã được Hội đồng Giải báo chí quốc gia đánh giá cao bởi tính phát hiện, tính phản biện của vấn đề. Nợ đọng xây dựng nông thôn mới, một vấn đề phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước, nảy sinh từ thực tiễn triển khai xây dựng nông thôn mới. Có thể nói cái mà nhóm tác giả muốn mong muốn mang lại từ cái tác phẩm này đó chính là tạo thêm một cái tiếng nói và phân tham vấn cho các cấp chính quyền từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có thể có những cái giải pháp điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và rất may là những cái đề xuất của chúng tôi như là cái đề xuất về cần có thêm một cái tiêu chí kiểm soát nợ đọng nông thôn mới thì đã được ban chỉ đạo quốc gia xây dựng nông thôn mới đưa vào trình chính phủ để mà đưa vào trở thành một trong những cái tiêu chí thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Cùng với giải A, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An còn có thêm một giải C thể loại phim tài liệu, tác phẩm Câu chuyện sau chiếc bình hoa. Tại vùng đất cách đây gần nửa thế kỷ, quân đội Mỹ từng gieo rắc tội ác trong chiến tranh Việt Nam. Tom Wimber, con trai của một cựu phi công Mỹ, gặp được những người năm xưa đã tham gia bắt sống bố mình. Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ này trở thành câu chuyện nhân văn giữa những con người, xóa nhòa mọi quá khứ đau thương, hận thù của người Việt Nam và người Mỹ từ nửa thế kỷ. Thông qua những cuộc thoại bằng các phương tiện truyền thông, thì tôi có yêu cầu nhân vật của tôi thực hiện một số cái bối cảnh quay ở tại nước Mỹ. Vừa bất đồng về mặt ngôn ngữ này, ông ấy lại không hiểu lắm về cái nghề của chúng tôi, thành ra là để làm cái việc ấy rất là khó khăn. Có những cảnh quay chỉ đơn giản là cái bình hoa ở trước mộ thôi, nhưng mà phải thực hiện đến cả chục lần. Thế nhưng mà bằng cái sự nhiệt tình của người Mỹ và bằng sự cố gắng nỗ lực của anh em chúng tôi thì chúng tôi đã thực hiện hoàn thành được cái bộ phim, và theo tôi là nó để lại những cái dấu ấn nhất định, đặc biệt là cái giá trị nhân văn đằng sau câu chuyện sau chiếc bình hoa. Tại vùng rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt, những cây sambu đỏ hàng trăm năm tuổi, cao hàng chục mét, thân có đường kính 2 đến 5 mét, chu vi gốc cả chục người ôm không xuể đã bị lâm tặc đốn hạ. Loạt phóng sự ảnh của phóng viên Nhật Lân phản ánh đã kịp thời hỗ trợ các lực lượng chức năng vào cuộc, ngăn chặn xử lý những kẻ coi thường luật pháp, phá hoại rừng. Tác phẩm Xót xa lắm sambu cũng vinh dự nằm trong số 40 giải C, giải báo chí quốc gia năm nay. Bọn mình có thực hiện hai loại hình, báo in và báo ảnh. Nhưng mà mình lựa chọn cái loại báo ảnh bởi vì là báo ảnh nó thể hiện được cái mà điều mình mong muốn nhất, đó là đưa những cái sự mà sự vụ phá hoại của ba cái sâm mưu này để cho mọi người được thấy, được chứng kiến, để qua đó toàn xã hội nhìn nhận lại cái vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng. Giải báo chí quốc gia là giải thưởng lớn nhất trong năm do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc nhất. Qua các vòng sơ khảo, trung khảo, ban tổ chức đã chọn được 92 tác phẩm để trao giải, trong đó có 8 giải A, 25 giải B, 40 giải C và 19 giải khuyến khích. 3 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia lần này của báo chí Nghệ An đều có một điểm chung, đó là các tác giả đã lăn lộn, nhanh nhạy trong phát hiện đề tài, sáng tạo trong cách thể hiện. Kỷ niệm 91 năm báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm báo và hoạt động trong nghề báo lại có dịp để tự hào, nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc của mình. Ngoài sự tôn vinh của xã hội đối với nghề báo, đây cũng là dịp để những người coi ngòi bút là cây súng nhìn nhận những thách thức và khó khăn đặt ra để phấn đấu nhiều hơn, góp phần đưa nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.